Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây đang là cái thông tin mà mình thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều trên cộng đồng mạng xã hội, thì mình không giúp được gì nhiều thì mình muốn đăng lên đây để biết đâu ai đó sẽ gặp được cháu, thì mong hãy báo cho gia đình, bởi vì chắc chắn rằng lúc này thì gia đình đang rất là hoảng loạn và đang rất là muốn tìm thấy cháu. Nên là mình mong rằng sau khi cái thông tin này mình được đăng tải thì biết đâu ai đó sẽ gặp được cháu, và mình mong rằng thì sau khi gặp được cháu thì mọi người hãy giúp để báo cho gia đình được biết. Vâng, bố chỉ lơ là khoảng 5 phút thì cả gia đình đã trắng đêm để tìm con trai 2 tuổi đi lạc. Thì đưa con đi chơi tại hồ điều hòa, sau giờ làm việc thì người bố đã sơ ý, trong khoảng 5 phút thì bé trai này đã đi lạc, thì đã khiến cả gia đình cùng lực lượng chức năng, lúc này thì cả công an và gia đình đã tìm kiếm suốt đêm, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có kết quả được như được mong muốn. Thì sáng ngày 22 tháng 8, trao đổi với một số tờ báo thì một lãnh đạo công an phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh của tỉnh Bắc Ninh cho biết thì đơn vị này đang tích cực phối hợp với gia đình và để tìm kiếm bé trai hơn 2 tuổi mất tích tại địa bàn vào chiều ngày 21 tháng 8. Thì theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được trình báo thì công an phường Đại Phúc đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm, nhưng đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8 thì hiện tại thì vẫn chưa có kết quả. Thì chị NI 35 tuổi trú ở thành phố Bắc Ninh cho biết thì khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 8, sau hết giờ làm việc thì chồng chị lái ô tô chở con trai là NGB hơn 2 tuổi ra hồ điều hòa Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh để chơi. Thì cháu vui chơi trong tầm kiểm soát của bố đến khoảng 17 giờ 30, thì trong khoảng 5 phút lơ đãng thì bố không để ý, thì không nhìn thấy cháu đâu nữa, chị Y nói. Thì theo chị Y, khi chồng chị tìm quanh khu vực hồ điều hòa không có kết quả thì đã gọi cho gia đình và trình báo cơ quan công an để vào cuộc tìm kiếm. Thì gia đình đã cả đêm đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn giờ này vẫn chưa thấy con, đã huy động cả họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng, thậm chí là nhiều người dân ở khu vực cũng trợ giúp để tìm kiếm khắp các ngóc ngách, nhưng tại hiện tại thì vẫn không thấy. Mong rằng ai đó thấy cháu đi lạc ở đâu thì hãy cứu mang và đến gia đình tôi, để gia đình tôi sẽ đến để đón về. Và theo thông tin thì mình thấy rằng thì lực lượng chức năng trong đêm thì họ đã dùng cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ cho gia đình tìm kiếm cháu bé hơn 2 tuổi đang bị thất lạc. Thì chắc hẳn đến giờ này thì chắc chắn rằng gia đình đang rất là lo lắng rồi. Mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình cũng như là lực lượng chức năng thì quanh khu vực hiện tại thì vẫn chưa thấy. Mình mong rằng là những người đang xem video này, nếu mà biết đâu gặp được cháu ở đâu thì xin hãy báo cho cơ quan gần nhất để họ thông báo đến cái khu vực mà cháu bé đang bị mất tích, để gia đình sớm để tìm lại được cháu. Vì theo như gia đình thì ai mà biết cháu ở đâu, xin hãy cứu mang để gia đình đến có thể đón được cháu về. Tuy nhiên mọi người biết rằng thì cháu bé vẫn chỉ có 2 tuổi thôi. Lúc này thì chắc chắn rằng là gia đình cũng đang rất là hoảng loạn và cháu bé cũng đang rất là hoảng loạn. Thì mình mong rằng là gia đình sẽ sớm tìm được lại được cháu, và biết đâu đó thì sẽ gặp được người tốt thì họ sẽ cứu mang, và hãy báo với cơ quan công an gần nhất để họ liên lạc với cái nơi mà cháu bé bị mất tích để gia đình sẽ đến để đón cháu về. Thì vậy đây là những thông tin mà mình đang thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều. Mình muốn chia sẻ để cho mọi người được biết. Thì mong rằng gia đình sẽ sớm tìm lại được cháu và mong rằng thì cháu cũng an toàn. Vâng, thì video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mình sẽ gặp lại mọi người ở những video sau.